Xin chào tất cả các bạn. Lại là một câu chào quen thuộc và thật ra vẫn là tôi, GNDTT của các bạn đây. Và quay trở lại với thế giới của game Spore, nơi mà tôi hóa thân vào một cái loài vật mà bản thân tôi cũng không biết tôi đang là cái loài gì nữa. Nhưng mà tôi vẫn đang trong cái quá trình tiến hóa của tôi để trở thành con người, các bạn hiểu không? Như ở tập trước thì anh em cũng đã biết là tôi đã kết giao được với một người bạn, một loài sinh vật nhỏ bé thôi, tuy không quá mạnh nhưng mà là bạn của tôi, đồng hành cùng tôi trên một cái chặng đường. Tuy nhiên thì người bạn ấy đã hy sinh trong một cuộc chiến bởi một cái loài trông cực kỳ hung hãn. Và để trả thù cho người bạn của tôi thì tôi đã đặt ra một cái sự quyết tâm, đó là tôi sẽ cố gắng để tiến hóa thật nhanh, trở thành một cái loài vật coi như là mạnh nhất ở cái hành tinh này. Chỉ có như vậy thì mới khiến cho cái người bạn mà đã hy sinh của tôi trong trận chiến đấy cảm thấy mãn nguyện ở thế giới bên kia. Nào, anh em cùng tôi bắt tay luôn vào cái hành trình tiến hóa này nào. Let's go. Đây, tôi vừa có một người bạn đồng hành mới, cũng yếu thôi, cũng không phải quá mạnh, nhưng mà bọn tôi sẽ chiến thắng bằng những cái chiến thuật của riêng bọn tôi. Này bạn ơi, ngồi từ từ nhá. Khi mà nào mà tôi lao lên phát là bạn phải lao theo tôi ngay nhá. Bọn tôi đang phục kích một cái tổ của một cái loài vật anh em ạ. Núp ở trong những cái bụi cây này như thú săn mồi thực thụ. Rồi này, tôi đến 3, 2, 1 là chúng ta lao vào này. 3, 2, 1 lên bạn ơi. Bạn ơi cắn cùng tôi đi, nó cắn tôi này bạn ơi. Ồ đúng rồi. Đấy, 2-1 không chột thì cũng cụt chân. Này đánh cùng tôi đi bạn nhá, nhớ cắn đấy. Nên tôi cứ cảm thấy như là một mình tôi đang cắn bạn không làm gì đâu. Đói, được rồi. Thấy chưa, tôi bảo rồi, sức mạnh của tôi với bạn kết hợp lại là nó sẽ mạnh mà. Thằng tiếp theo này, giết được khoảng 3 con thì cái loài đấy nó mới tuyệt chủng. Tôi phải lao vào một cách bất chợt như thế này. Đấy, tăng tốc. Ơ kìa, hơi quá đà. Đấy, tôi sẽ cắn nhau trước ở đây. Bạn tôi chưa thấy đâu. Bạn ơi, giúp tôi với bạn đây. À đây rồi, đây rồi. Đấy, mà chúng ta cần làm các loài khác tuyệt chủng thì chúng ta mới tiến hóa được anh em ạ. Chúng ta là loài ăn thịt mà, ăn thịt nó luôn. Đấy, chỉ cần giết một con nữa thôi. Một con nữa thôi là loài này sẽ tuyệt chủng anh em ạ. Và chúng ta sẽ tiến hóa thêm một chút. Nào, cố lên nào. Khoảnh khắc tiến hóa, chúng ta phải làm cái điều này để hạ những loài khác. Tôi biết là điều này nó không tốt, nhưng mà đây là con đường sinh tồn mà các bạn. Chúng ta làm sao mà nhân nhượng được. Đấy, tiến hóa rồi. Tí nữa chúng ta sẽ về tổ của chúng ta và mở khóa những cái bộ phận mới. Anh em thấy không? Nhìn hai anh em tôi trong chiến không? Tôi, bạn tôi hơi bị ghê gớm đấy. Mà tôi chưa khoe với các bạn khả năng này của tôi này. Tiếng gầm hoang dã. À, khi mà tôi gầm lên nhá. Được chưa? Ưng ý chưa? Ba mồm mà lại ba mồm thì đương nhiên là phải gầm to rồi. Chỉ cần một cái tiếng gầm như thế tôi cất lên thôi là muôn loài hoảng sợ ngay rồi. Đánh nhau gì nữa. Bảo rồi, không sớm thì muộn mà, sẽ trở thành chúa tể của cái mảnh đất này thôi. Kể từ hôm đó, tôi và người bạn của tôi tích cực đi tàn sát các muôn loài khác, khiến cho rất nhiều loài bị tuyệt chủng. Nhưng mục tiêu tiếp theo của bọn tôi lại là một cái loài cực kỳ mạnh. Thôi này, nghe này bạn ơi, tôi biết rằng là bạn đã đi theo tôi một cái quãng thời gian vừa qua, là bạn rất trung thành với tôi. Tôi hiểu điều đấy chứ. Nhưng mà loài này rất mạnh. Các bạn nhìn đi, cái con ở phía xa xa kia kìa. Tôi nghĩ tôi muốn tốt cho bạn, chúng ta phải chia tay tại đây thôi. Đừng đi theo tôi vụ này, vì tôi sợ rằng là bạn sẽ bị cái loài này đánh chết nếu mà đi theo tôi vụ này. Vậy nên bạn ở đây đi, tôi đường tôi, bạn đường bạn. Đừng đi theo tôi nữa nhá. Tôi không muốn bạn phải bỏ mạng ở đây đâu. Rồi đi đi, trời phải đổ mưa rồi thế này. Ông trời cũng không muốn chúng ta phải rời xa, nhưng mà bạn thực sự phải đi đi nhá. Để tôi lao vào giữa hang ổ địch. Tôi phải lao giữa vào cái hang ổ của cái loài này để nhặt những bộ xương. Những bộ xương sẽ cho tôi những bộ phận mới. Nhưng mà vào đấy quá nguy hiểm, anh em thấy chưa? Ô, âm thanh gì vậy? Gì nhỉ? Ơ kìa. Này này này, làm gì đấy? Mày ăn bạn tao à? Bạn ơi. Không. Mày ăn bạn tao rồi. Mày sẽ phải trả giá cho những... Ơ kìa. Ở khoan đã nhé, từ từ nhá. Cái loài kia tấn công tôi các bạn ơi. Có vẻ như là nó đã phát hiện ra tôi lấy mấy cái bộ xương ở cái tổ của chúng nó rồi. Cho nên là thằng cá kia nhé, tao sẽ có một ngày tao tìm được mày. Mày nhớ mặt tao đấy. Mày ăn bạn tao. Từ từ các bạn ơi, hãy giữ lấy mạng sống của mình. Chuồn ở đây đã. Phải bảo vệ được cái tính mạng của tôi lúc này thì mới có cái cơ hội trả thù được. Mối thù này quá lớn. Trời cũng đã tạnh giáo hơn rồi. Thì cái tổ của tôi chúng nó vừa dọn đến một cái địa điểm mới. Tôi đang trên đường đến cái tổ mới đây. Nói chung là các thành viên trong gia đình của cái loài của tôi ấy, rời nhà đi chả báo với tôi một tiếng gì cả. Thế cứ thế mà đi thôi. Thế chúng nó cũng đã đi được khoảng từ 1 đến 2 ngày trước rồi. Thế bây giờ tôi mới đi nên là quãng đường hơi xa. Mà khi đi cùng tổ thì nó yên tâm hơn chứ. Các loài ở đây nó nhìn thấy cả một tổ thì nó không tấn công, chứ đi một mình này rất nguy hiểm anh em nhé. Ủa đây rồi. Anh em đây rồi. Trời ơi, lần sau di cư đến những cái vùng đất khác thì phải bảo tôi một câu chứ, lại cứ đi đấy. Nào, ủi, vẫn là một cái cuộc sum họp thực hiện những cái điệu nhảy ăn mừng nha. Những thành viên trong gia đình tôi cũng chọn tổ rất là sắc sảo anh em nhé. Đến một cái vùng đất mà các bạn nhìn thấy đi, gần biển này.
Xung quanh thì rộng rãi thoáng mát này, gió trời, khung cảnh đẹp như này quá tuyệt vời. Phù hợp cho một cái buổi tiến hóa các bạn ạ. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hóa lên một cái loài mới hơn đi. Đầu tiên là cái việc chúng ta sẽ tiến hóa cho một cái mồm mới, những bộ răng mới. Đấy, và cái loài quái vật ba mồm bây giờ chỉ còn một mồm thôi. Không phải là vì tiến hóa một mồm để cho nó tiện hơn đâu, mà là vì mua mồm này là mất tiền các bạn ạ. Mà tôi không có đủ tiền để mua thêm hai cái mồm nữa. Nên chúng ta chỉ có một mồm thôi. Đương nhiên rồi, thứ mà chúng ta đã thiếu sót trong suốt những cái quãng thời gian vừa qua, đó chính là đôi tay. Đấy, bây giờ cái loài chúng ta mọc thêm hai cái tay, thuận tiện hơn cho cái việc cầm nắm các thứ, trông người hơn rồi đúng không các bạn? Đấy, nhìn tiến hóa thật. Đôi tay, nghe ngóng tình hình mọi thứ xung quanh, để thuận tiện cho cái việc di chuyển cũng như là bay lượn thì chúng ta đã có thêm một cái đôi cánh ở phía sau. Cái cánh ở giai đoạn đầu này nhìn nó hơi giống cái cánh ve sầu, nó hơi xấu một chút. Nhưng mà khi mà tiến hóa lên nữa thì đôi cánh sẽ ngày càng đẹp các bạn hiểu không? Đấy, chúng ta có thêm hai cái vuốt ở hai bên tay, hai cái nanh vuốt này có tác dụng tấn công rất là mạnh, hỗ trợ cho chiến đấu anh em ạ. Phải rồi, người chúng ta sẽ có cái chiều hướng là bắt đầu đứng cao lên, lưng bắt đầu thẳng lên để tỏ ra là con người một tí. Thế rồi, ui, những cú vỗ cánh đầu tiên anh em ơi. Giờ tôi bay lượn như chim vậy. Không không đến nỗi như chim, thật ra chúng ta bay hơi thấp, kiểu là làm mặt đất thôi, đôi cánh còn non nớt mà. Nhưng mà sau này tiến hóa lên bay cao lắm. Khi mà chúng ta ở cái giai đoạn này rồi ấy các bạn, đi bắt nạt những cái loài bé hơn nhá, những cái loài mà nó yếu hơn cực kỳ sướng luôn. Anh em thấy không? Chúng nó không có cách nào phản kháng lại tôi cả, chỉ biết đứng để nhìn bản thân loài của mình bị tuyệt chủng thôi. Đây là một điều tuyệt vời ha. Ha. Trời ơi, tại sao tôi lại cảm thấy vui vẻ với cái điều đấy nhỉ? Tôi làm loài khác bị tuyệt chủng mà tôi lại thấy vui. Không ổn rồi. Cái gì cơ? Mày biết mày đang đứng cạnh tổ ai không mà mày hống hách ở đây? À, mày dám đánh tao luôn. Đây, anh em, lên. Ui rồi ơi. Hậu quả chưa? Quả báo đấy con ạ. Đứng trước tổ người ta mà lại dám làm những cái hành động khiêu khích như vậy. Rồi, còn một thằng nữa anh em ạ. Anh em lùi xuống, để tôi một mình solo với thằng này, để cho nó biết thực lực của loài chúng ta mạnh như thế nào. Tôi ăn nó luôn như mẹ. Cái tầm này. Kia cả nhà ơi, nó dẫn quân sang này, tuyên chiến với tổ mình luôn này. Được đấy, cuộc chiến tranh đầu tiên đã diễn ra rồi. Ơ kìa, phải thắng nhá, đừng thua. Đã mất công gây dựng đến từng này rồi mà thua thì... Đúng rồi, cắn đi cả làng ơi. Tôi đã nâng cấp mồm cho cả làng là để tác dụng những lúc như thế này đấy. Bình thường là tôi có 3 mồm mà tôi cắn khỏe hơn anh em ạ. Nhưng mà bây giờ tôi hạn chế cái việc cắn xé của tôi lại, tôi nâng cấp tay cho nó giống con người một tí. Thì các bạn cũng biết rồi, người hiện đại bây giờ người ta không cắn nhau. Chúng ta sẽ có cho mình đó là pha nâng cấp đỉnh cao, một sự tiến hóa nhẹ nhàng. Đây là chúng ta sẽ có một cái mồm mới, anh em thấy chưa? Mồm trông rất rồng nhá. Và bây giờ sẽ là một đôi cánh khác này. Chúng ta sẽ thay cái cánh bướm với cái cánh ve gì đó trước đi, và sẽ thay vào đó là cánh của một con rồng còn nhỏ. Sau này nó sẽ phất rất là to. Mình phải tiến hóa, mình phải thay đổi chứ anh em. Sức mạnh của đôi cánh rồng. Bay nào. Ui, gần lên được rồi, cố lên. Phất mạnh lên. Đấy, tôi bắt đầu làm chủ được cái đôi cánh của chúng ta rồi. Cánh rồng mà, nó phải khác chứ. Ui, ở đây có quả núi lửa này anh em. Phun trào rất là nhẹ nhàng, nó tạo ra một cái luồng khí đẩy chúng ta lên trên nhá. Đây là chúng ta có thể bay được ở đây này. Đấy, anh em thấy không? Phiêu bồng quá. Không sao, vì cái lý do gì mà từ nãy giờ muôn loài chạy lung tung các bạn ạ. Loài nào cũng có vẻ trông là sợ hãi. Tôi không biết là cái điều gì đấy. Ôi dồi ôi. Cái gì thế nhỉ? Cái trường hợp gì đây? Cuộc đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cái con nào mà nó lại tiến hóa nhanh như vậy. Tại sao to như thế được nhỉ? Không thể thế được. Các loài vật ở đây nó rơi vào tầm là nhiều hơn tôi 10 máu thôi, là tôi đã cảm thấy nó mạnh hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà con đấy 1000 máu các bạn ạ. Trong khi máu bọn tôi chỉ có 15 cho đến 20, 25 thôi. Cái loài vật quái quỷ gì nhỉ? Sao có cái loài như thế được? Đấy rồi, tôi nhìn thấy rồi này, nó ở bên kia cái hồ kìa. Chúng ta sang điều tra luôn. Ui, cái con này nhìn người nó trông cấu tạo rất là giống quả lê nhá các bạn nhá. Từ màu sắc đến hình dáng. Nhưng mà cái mồm của nó trông không thân thiện lắm. Bỏ chạy thôi, bằng một cách nào đó nó vẫn nhìn ra tôi, một sinh vật bé nhỏ giữa bao nhiêu sinh vật khác. Tôi không hiểu thằng này nó có cái thù oán gì với tôi không? Nào. Đấy, kế hoạch của chúng ta rất là thông minh, bơi lại ra giữa hồ, mấy con như thế nó không bao giờ bơi được. Bản chất của chúng nó vẫn là một cái loài vật thì nó vẫn phải gì nhỉ? Rất tuyệt vời. Cái hành tinh này có cái gì khác ngoài cái bọn quái vật khổng lồ đấy không? Sao chỗ nào cũng toàn quái vật khổng lồ ấy nhỉ? Ở đây cũng có một cái hồ khá to này. Chúng ta sẽ bơi ra giữa nhá. Check lại xem là có đúng cái con quái vật thì nó tồn tại dưới nước hay không. Thôi đúng rồi anh em ơi. Nó là một cái loài quái vật gì đó tôi không biết, nhưng nó ở dưới nước.
rất to và săn các loài vật bé khác, hoặc là chỉ săn mỗi tôi thôi. Giờ thì tôi đã biết thêm cái thông tin là cái thằng quái vật quả lê nó rất ghét tôi, không ưa tôi chút nào hết. Bây giờ cái gì trừng trị được cái bọn quái vật khổng lồ đấy mới là cái vấn đề. Âm thanh gì ma mị nhỉ? Sao âm thanh gì cảm giác như huyền bí vậy? Ôi, trời tối luôn này. Trời nửa sáng nửa tối các bạn ạ, chính xác là như vậy. Vừa rồi có một cái âm thanh rất là ghê, một thứ gì đó khiến cho cả cái thằng quái vật to khổng lồ kia đang chạy trốn các bạn ạ. Wow, hóa ra là một cái đĩa bay anh em ơi. Đĩa bay anh em ạ, người ngoài hành tinh. Ui được đấy, người hành tinh đến đây là có mục đích gì nhỉ? Tại sao lại kiểu nhìn thăm dò một cái điều. Ui, nó bắt động vật đi. Chứ rồi không thì mình có đứng nhìn nó bắt mình đi bây giờ. Nguy hiểm quá. Chuồn chuồn cả nhà ơi chuồn. Tôi cần phải tiến hóa đứng lên. Tôi cần phải như người rồi. Phải đi bằng hai chân và bắt đầu có những cái bước tiến triển. Nếu không chúng ta sẽ bị người ngoài hành tinh bắt. Chúng ta có thể tạo ra lửa bằng cái que đấy. Tung lên rời làm gì? Ăn mừng cái gì? Ok à. Sao loài tôi tạo ra ngu thế nhỉ? Đúng rồi, ý tưởng là gì? Vun lá vào, tuyệt vời. Tạo ra lửa, hợp lý. Có lửa rồi, tiến hóa rồi. Tôi là GNDTT và hiện tại bọn tôi đã tiến hóa để trở thành một ngôi làng rồi. Và nếu anh em muốn xem tiếp quá trình tiến hóa để trở thành người, chinh phục các vũ trụ của bộ tộc GNDTT, hãy đón xem ở tập sau. Tập này sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Tạm biệt anh em. Bye bye.